Xin chào quý anh chị và tất cả mọi người. Lại là em Chiến Nguyễn. Hiện tại em Chiến đang có mặt tại khu đô thị Nam Hội An City. Trong video đặc biệt ngày hôm nay, em Chiến sẽ review cho quý anh chị một tiện ích ngoại khu cách tại nơi đây chỉ với 2 km. Vậy anh chị hãy cùng theo chân em Chiến xem tiện ích ngoại khu này là gì nhé. Let's go. Vâng, hiện tại em Chiến đang đứng trước tiện ích ngoại khu mà vừa mới nhắc tới quý anh chị và mọi người. Đó chính là dự án Hội Anna với tổng quy mô và vốn đầu tư lớn bậc nhất Việt Nam. Hiện tại dự án Hội Anna cũng đã triển khai và đi vào hoạt động một vài hạng mục. Vậy xin mời quý anh chị hãy theo chân Chiến đi vào phía bên trong xem những hạng mục này có những cái gì nhé. Xin mời quý anh chị. Dự án Hội Anna là một trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng với tổng diện tích gần 1.000 ha, tổng vốn đầu tư 4 tỷ đô. Dự án này được chia làm 7 giai đoạn gồm sân golf, casino, nhà khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, công viên khu vui chơi giải trí, bến du thuyền và hàng loạt các tiện ích khác. Và đây là chuỗi nhà hàng khách sạn casino khai trương vào ngày 28 tháng 6 năm ngoái và hiện tại đã được đi vào hoạt động. Quý anh chị có biết ngay sau lưng Chiến là hạng mục gì không ạ? Đó chính là sân golf Hội Anna 18 hố đạt tiêu chuẩn Championship lần đầu tiên tại Việt Nam. Thì em Chính cũng vừa mới review cho quý anh chị và tất cả mọi người những cái tiện ích đã đi vào hoạt động tại cái khu nghỉ dưỡng Hội Anna. Thì nhân tiện ngày hôm nay ở đây thì em Chính cũng xin phép được chia sẻ và bật mí cho quý anh chị cái mục đích của chủ đầu tư và định hướng của chủ đầu tư xây dựng cái sân golf giai đoạn 1 là để nhằm thu hút những cái đối tượng khách hàng VIP, những cái đối tượng mà tầng lớp thượng lưu có tài chính trong nước và ngoài nước đến đây vui chơi. Cái giai đoạn 2 là ngay tại đây, chỗ em Chiến đang ngồi chính là cái khu casino Hội Anna, nơi nhà hàng, khách sạn, nơi nghỉ dưỡng. Thì đặt câu hỏi ở đây tại sao họ lại xây dựng nhà hàng và casino giai đoạn 2? Chính là để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho những cái tầng lớp VIP dựa trên khách hàng đã có sẵn. Thì không biết là anh chị có thắc mắc giai đoạn 3 và giai đoạn tiếp theo họ sẽ triển khai và xây dựng những hạng mục gì không để giữ chân khách hàng à. Thì đó chính là họ sẽ xây dựng và mở bán, triển khai những cái villa biệt thự biển với cái quy mô 4 tỷ đô này. Một cái nơi đẳng cấp sang trọng như thế này thì chắc chắn với anh chị rằng là nó không chỉ dừng lại dưới 1 triệu đô một căn mà nó có thể đến vài triệu đô cho một căn. Và họ cũng mong muốn là biến cái khu này là cái khu trung tâm thương mại dịch vụ của phía nam của Hội An. Thì em cũng muốn đối trọng với quý anh chị một cái dự án mà hiện tại em Chính đang triển khai, đó chính là cái dự án Nam Hội An City cách đây chỉ với 2 km. Và dự án của em có những gì ạ? Có mặt sông, có bến du thuyền, có bể bơi, có công viên, có sân bóng và hàng loạt các tiện ích khác. Và đặc biệt hơn nữa, bên em xây dựng nhà phố 3 tầng theo phong cách của Hội An, sở hữu lâu dài và đã có sổ đỏ. Thì anh cũng chị cũng có thể hình dung thấy rằng là trong cái thời gian này mình có cân nhắc mà mình có tìm hiểu để đầu tư một cái sản phẩm như vậy để đón đầu xu thế không ạ? Mà nếu mà anh chị
cũng đang muốn tìm hiểu và có nhu cầu tìm hiểu một cái đầu tư sản phẩm có giá trị thì hãy liên lạc với em Chiến qua số hotline ở bên dưới hoặc là nhắn tin với em Chiến. Thì em Chiến sẽ luôn sẵn lòng chia sẻ và cung cấp thông tin đầy đủ nhất về sản phẩm cho anh chị. Và một lần nữa thì em Chiến xin gửi lời cảm ơn các anh chị và chúc anh chị luôn có sức khỏe. Và hẹn các anh chị trong những cái video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt quý anh chị.